Wi-Fi 100, máy xài điện trực tiếp 220V các bác ơi. Hôm nay thì sẽ có một cái số lượng cực nhiều nha, hàng về ngập kho, cho nên là em sẽ có cái chương trình sale bán rẻ bán tặng với mức giá rất chi là hời. Đây sẽ là một cái mẫu máy mài mà xài điện trực tiếp 220V và công suất cực đại lên tới là 860W các bác nha. Đây, nguyên bộ sản phẩm cho em này. Nếu như mà anh chị em nào mà mình đang có nhu cầu muốn tìm một con máy cắt mài sử dụng điện trực tiếp 220V, hàng ngon, bổ rẻ để mình xài gia đình thì anh nhà mình hãy tham khảo cho em cái mã này. Ở đây thì sẽ đi theo là một cái tay mở lưỡi này và một cái ốp bảo vệ lưỡi như thế này nha. Đây, máy sẽ là máy một tấc này. Với cái máy này thì sẽ thiết kế này, hàng công tắc gạt đuôi nhá, rất là bền công tắc luôn các bác ạ. Bây giờ em sẽ cắm thử điện để cho các bác nhà mình có thể tham khảo tốc độ vòng cua của máy nhá. Ở đây nó sẽ có những cái ô thoáng này này. Đấy, nó có những cái ô thoáng này, cái chỗ này anh có thể tháo ra để vệ sinh máy được nha. Đó, máy rất chi là xịn sò con vòi như thế này. Và ngày hôm nay giá có 350.000 thôi, bao ship tận nhà cho các anh nhà mình luôn. Nếu mà ngày hôm nay các anh mà chốt đơn cái mã này, các anh nên đơn cho em là máy mài điện màu đỏ với mức giá 350. Đây cái tên thương hiệu này, đây các anh nhìn cho em này, hàng thương hiệu chính hãng nhá. Đây cái tên thương hiệu như này cho em. Đấy, các anh cứ gọi cho em là máy mài màu đỏ nhá, là nhân viên em sẽ biết cái mã này. Gọi cho em là Lin On, máy mài Lin On. Đây, gọi cho em là máy mài màu đỏ xài điện loại Lin On các anh nhá. Giá chỉ có 350.000 đồng thôi và em bao ship. Bây giờ em sẽ thử máy để cho các bác nhà mình xem. Cái này thì sẽ xài điện trực tiếp 220V. Đây, cắm điện vào đây. Nào, gạt công tắc lên nhá. Pin châu 10 sale của Macan, hàng chính hãng. Hôm nay em còn số lượng ít nên là sẽ sale bán tặng bán rẻ nha. Vừa bán vừa cho và vừa cho vừa tặng. Bác nào mà mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì mình nhanh tay nha, đặt hàng sớm để mình có đơn hàng thành công này. Chốt đơn mã này các bác nhớ gọi cho em là pin châu 10 cell của Macan, hàng chính hãng như thế này, chân pin phổ thông nha. Pin này là pin hàng cao cấp, pin dòng xả cao các bác ạ. Chính hãng của Macan, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình nha. Ngày hôm nay số lượng còn ít nên là em sẽ sell bán rẻ, bán cực kỳ là hời luôn với cái mức giá rẻ nhất, ưu đãi nhất để gửi tặng tới tất cả các bác nhà mình. Với mức giá chỉ có 199.000 đồng thôi. Đấy, với mức giá mà phải nói rằng chỉ bằng một nửa giá so với giá ngoài thị trường các bác nhà mình mua. Đây sẽ là những cái quả pin châu pin 10 xe và chính hãng của hàng Macan, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Do là số lượng trong kho còn ít nên là em mới sale bán rẻ bán tặng mới có cái mức giá này. Chứ giá thị trường thì các anh sẽ không mua được cái giá này nha. Nên là anh nào có nhu cầu quan tâm thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn hàng thành công cái mã sản phẩm này anh em nha. Và đây thì sẽ là những cái bộ máy khoan pin hàng đa chức năng và mức giá rẻ bất ngờ cho tất cả các bác nhà mình luôn. Hàng thương hiệu chính hãng đến từ nhà Macan các bác nha. Với một bộ sản phẩm này các bác nhận và sẽ đầy đủ cho em này, bao gồm có một thân máy, hai pin và một sạc. Phụ kiện sẽ là hơn 20 chi tiết mũi khoan mũi vít như thế này. Hàng nguyên hộp các bác nha, nguyên hộp đựng máy như thế này cho em. Máy thì sẽ thiết kế là đầu 10 ly này. Có 3 chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa hỗ trợ khoan tưới như thế này. Điều chỉnh 25 cấp độ trượt, máy sử dụng motor chổi than cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Ngày hôm nay thì em sẽ sale tri ân giảm giá đặc biệt để gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng nha. Nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này mà chỉ với mức giá là có 550.000 đồng thôi. Nếu như mà trên thị trường thì anh em mình sẽ phải chốt với mức giá tầm 650 cho đến 700.000 nha. Bởi vì đây sẽ là một con máy khoan đa lăng, có đa chức năng và hàng full phụ kiện như thế này. Hôm nay không những là anh em mình sẽ được mua giá hời mà lại còn được nhận thêm một cái phần quà tặng trị giá lên tới là 50k. Đấy, anh em mua một bộ khoan Macan 5 cell này, em sẽ tặng cho anh em mình một cây bút lấy dấu nha. Cây bút lấy dấu này giá 50.000. Các anh sẽ lấy dấu được trên nhiều chất liệu khác nhau. Nếu anh nào không mua máy khoan, mình mua cây bút lấy dấu này em vẫn gửi cho các anh nha, là giá 50k. Đấy, còn các anh mua máy khoan này sẽ được tặng kèm thêm cây bút lấy dấu. Và em chỉ có khoảng tầm độ 5 đến 6 bộ thôi. Đó, không có số lượng nhiều. Cho nên là anh nào mà chốt thì nhớ đọc đúng tên sản phẩm cho em nhá. Cái này thì các anh chốt đơn ý, các anh gọi cho em là máy khoan pin Macan 5 cell loại có chổi than và tặng thêm một cây bút lấy dấu. Các anh nhớ nhá, nhớ
gói hộ em thêm một cái câu là tặng cây bút lấy dấu để nhân viên thì em sẽ tặng thêm cho các bác, bởi vì là bình thường là em không có tặng. Đấy, hôm nay được tặng mà lại còn mua được cái giá rẻ hơn. Cho nên là các anh nhanh tay nhá, nó chỉ còn có khoảng độ 5 đến 6 bộ nữa thôi, không có nhiều đâu anh em nhá. Máy bắn cốt 5 tia xanh của Akuza, hàng chính hãng các bác nhìn cho em này. Tia của nó cực đẹp, cực sáng, cực led và bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình. Hôm nay em còn sót kho còn 5 bộ các bác nha. Còn 5 bộ em sẽ sell giá rẻ sập sàn cho tất cả các bác nhà mình luôn. Đấy, giá chỉ bằng gần như là một nửa giá so với ngoài thị trường các bác mua thôi. Và hôm nay với một bộ sản phẩm sẽ đầy đủ bao gồm này, một máy này, một pin này. Pin của nó sẽ là pin trâu như này nha. Thêm sẽ là một cái vỏ pin như thế này để nay mai các bác dùng pin tiểu. Ngoài ra sẽ thêm một cái dây đeo này, một cục sạc này, một kính đeo mắt này và một hộp đựng máy như thế này. Hộp đựng máy thì sẽ là hàng hộp nhôm siêu bền cho em. Và còn tặng thêm các bác một cái chân 1m2 đi kèm như thế này cho em. Máy này thì sẽ có công tắc tắt mở các bác nha. Có công tắc tắt mở và nút ấn của nó sẽ là nút ấn cơ nha. Nút ấn cơ siêu bền theo 5 tháng cho em các bác ạ. Và ngày hôm nay thì với một chương trình sale giảm giá đặc biệt để gửi tặng tới tất cả các bác, giá chỉ còn có là 850.000 đồng trên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này cho em. Chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là máy bắn cốt 5 tia xanh của Akuza, mã 686. Giá cho em là chỉ còn có là 850.000 đồng các bác. Đặt hàng thì mình nhanh tay, 5 bác khách hàng nào nhanh tay nhất thì là mình sẽ lên đơn cái mã sản phẩm này, bởi vì em còn đúng 5 bộ duy nhất thôi các bác nhà mình, nhanh tay nha. Và đây thì sẽ là một cái mã sản phẩm mà sẽ có cái chương trình đại sale giảm giá cực khủng luôn. Giảm giá cực khủng nhất năm nha anh em nha. Đây sẽ là một bộ máy khoan pin hàng chính hãng thương hiệu của Macan. Máy là sử dụng motor từ không chổi than và anh em nhìn cho em này. Nguyên bộ sản phẩm thì bộ nào cũng đều rất chi là đầy đủ phụ kiện cho em nha. Hôm nay thì với những cái mức giá phải nói rằng là siêu rẻ để phục vụ cho tất cả anh em nhà mình. Bộ lao thì cũng như bộ lao anh em nhá. Nguyên một bộ sản phẩm thì sẽ đầy đủ như thế này. Có một thân máy, 2 pin và một sạc. Dòng pin 4 cell cho em. Máy thì sẽ sử dụng motor từ không chổi than, pin 4 cell và sạc bàn như thế này. Phụ kiện là hơn 20 chi tiết mũi khoan, mũi vít đi kèm. Và ngày hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ để dành tặng cho tất cả những anh em nào mà mình đang trực tiếp theo dõi được cái video này. Máy sẽ sử dụng là motor từ không chổi than này, rất chi là khỏe luôn, đèn led rất là sáng, có đèn báo pin, đầu kẹp 10 ly nha. Đầu auto lock 10 ly có khóa trục anh em ạ. Máy là sử dụng là có hai tốc độ nhanh chậm như thế này. Điều chỉnh 23 cấp độ chuột nha. Máy là sử dụng motor từ không chổi than nên là anh em dùng thì sẽ rất là tiết kiệm pin. Và đi theo máy thì sẽ có hai quả pin như thế này, có một cái sạc và phụ kiện như thế này đây. Ngày hôm nay thì chốt đơn mã sản phẩm này thì anh em gọi cho em là khoan pin Macan 4 cell. Với mức giá em bán tặng gửi tới tay tất cả anh em mình với mức giá chỉ có 650.000 đồng. 650.000 đồng mà một bộ sản phẩm là đầy đủ như thế này cho em. Đầy đủ chi tiết như thế này. Giá quá rẻ, giá quá hời luôn. Số lượng em chỉ còn có một thùng là còn khoảng tầm độ 10 bộ anh em nha. Đấy, anh em nào nhanh tay nhất thì là mình sẽ có cơ hội để sở hữu cái mã sản phẩm này. Lên đơn nhớ gọi cho em là khoan pin Macan 4 cell, giá 650.000 anh em nha. Hôm nay bên em còn duy nhất một thùng máy khoan pin Hukan mã S8. Em sẽ có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Đây cái model máy này các bác nha. Máy công ty chính hãng của Hukan, đầu kẹp 10 ly các bác ạ. Và với cái sản phẩm này khi mà các bác nhận về thì sẽ nguyên bộ đầy đủ như thế này cho em. Bao gồm có một thân máy, 2 pin và một sạc. Pin sẽ là pin 5 cell, dòng pin 21V. Sạc thì sẽ là sạc adapter như thế này. Và sản phẩm này đi theo phụ kiện là hơn 20 chi tiết mũi khoa mũi vít nha. Máy thì sẽ có 3 chức năng này. Có 3 chức năng như thế này. Có chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Đầu kẹp 10 ly và máy sử dụng motor chổi than cực kỳ là mạnh mẽ luôn cho em. Hàng logo dập nổi chính hãng của Hukan. Và em sẽ quay cho các bác nhà mình cái thông số kỹ thuật của máy nhá.
Nếu như mà anh em nào mình xài gia đình này hay là anh em thợ mình cần những cái con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng như là làm nhôm kính, làm trần nhựa thì anh em có thể tham khảo cái mã sản phẩm này. Hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ để gửi tặng cho tất cả những bác nào mình đang trực tiếp may mắn theo dõi được cái video này. Giá thị trường các anh mua là 650-700 nghìn. Nhưng ngày hôm nay thì bên em xin phép xả kho lỗ vốn cái mã này cho các bác nhà mình với mức giá chỉ có 550.000 đồng. 550.000 đồng mà các bác nhận về nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này, hàng nguyên hộp như thế này. Số lượng em chỉ còn có một thùng nữa thôi. Đấy, hết hàng là sẽ hết mãi, sẽ không về hàng cái mã này được nữa nha. Cho nên là bác nào mình đang cần mà đang quan tâm, đang muốn tìm mua được một bộ máy khoan pin giá rẻ mà chất lượng thì hãy nhanh tay chốt đơn cái mã sản phẩm này. Giá thị trường thì các bác mua không hề rẻ, nhưng ngày hôm nay là do là bên em có cái chương trình sale. Giá này em sale cho các bác là lỗ 100.000 một con luôn, lỗ vốn 100.000 một con. Cho nên là các bác nhà mình nhanh tay khẩn trương đặt hàng sớm nhá. Liên hệ trực tiếp bên nhà em số điện thoại trên màn hình. Đặt hàng nhớ gọi cho em là khoan pin Hukan mã F8 với mức giá chỉ có 550.000 đồng. Bác nào nhanh tay là sẽ mua được, chậm chân chậm tay là hết cơ hội các bác nha. Hôm nay bên em lại về một lô hàng mới các bác nha. Máy đục 17 ly của Kenmax này. Mã này sẽ có model là KM0835. Với một chiếc máy đục 17 ly hàng công ty, hàng chính hãng. Và đặc biệt hôm nay với mức giá rẻ chỉ ngang ngược với một con máy khoan bê tông 3 chức năng các bác mua ngoài thị trường. Đây, và với một sản phẩm thiết kế hàng logo dập nổi các bác nha. Đây, nguyên bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho em có máy, có tay cầm, có một hộp mỡ này, một tay mở này. Và đây sẽ tặng cho các bác nhà mình hai mũi đục nha. Em sẽ mở cho các bác nhà mình cùng được xem. Với hai mũi đục này thì sẽ là một mũi đục bằng này. Đấy, và đương nhiên là bên cạnh của nó sẽ là một mũi đục nhọn nhá. Mũi đục này sẽ là dòng mũi đục 17 ly này các bác ơi. Hàng công ty, hàng chính hãng cho em. Và với cái mã sản phẩm này em sẽ quay cho các bác nhà mình xem cái thông số kỹ thuật nha. Đây, thông số kỹ thuật này 1600W, vòng tua 2.900 vòng trên 1 phút và trọng lượng của máy là 6kg này. Đây, trên này có thông số trọng lượng máy là 6kg luôn cho em. Và em sẽ cân thử cho các bác nhà mình luôn nhá, để xem là cái mức mà người ta ghi ở trên máy này có chính xác hay là không. Đây, em sẽ cân thử cho các bác nhà mình trọng lượng của cái thân máy này. Đó, ghi là 6kg sẽ là, đó sẽ là cái trọng lượng mà nguyên hộp. Tức là các bác sẽ cân cả cái hộp máy lên. Đấy, và đây, thân máy chưa có hộp thì sẽ là 5,6kg. 5,6kg là giá riêng thân máy các bác nha. Còn 6kg các bác sẽ cân nguyên cả hộp cho em. Đây, nguyên cả hộp như thế này. Đó, nguyên cả hộp đây này các bác này. Nguyên hộp thì sẽ là 6kg đây rồi các bác nha. Đó, đây là nguyên bộ sản phẩm này. Và với một con máy đục mà sẽ bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình, máy đục 17 ly cho em. Máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn xịn sò con bò như thế này. Mà ngày hôm nay em sẽ xin phép sale bán tặng để gửi tới tất cả các bác nhà mình. Với mức giá chỉ có là 1.100.000 đồng. 1.100.000 đồng cho một con máy đục 17 ly siêu to như thế này. Anh em nào mình chốt nha, đặt hàng thì gọi cho em là máy đục 17 ly của Kenmax. Với mức giá em bán tặng là 1.100.000 đồng. Đây, anh em mình nhìn rõ cho em cái sản phẩm này. Cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn anh em nhá. Ở trên cái đầu máy này thì sẽ là hàng bắt ốc đấy ạ. Đấy, đầu máy nó sẽ là hàng bắt ốc như thế này. Rất chi là chắc chắn luôn. Nó không phải giống như những cái loại mà những cái đầu mà anh em mình xoáy gen á. Mình sử dụng một thời gian ngắn là nó sẽ tuét đầu. Đấy, tuét gen. Cái này nó sẽ sử dụng là bắt 4 ốc chắc chắn như thế này. Anh em mình sử dụng rất chi là bền. Bao xài cho tất cả nhân thợ công trình nhá. Đó, cho nên mã này anh em mình nhớ gọi cho em đúng mã sản phẩm nhá. Gọi cho em là máy đục 17 ly của Kenmax. Giá chỉ có 1.100.000 thôi anh em nha. Hộ khẩu GT của Mỹ em còn số lượng ít, cho nên là sẽ sale giá rẻ giá hời cho các bác nha. Nguyên một combo sẽ là như thế này này các bác này. Đấy, có một cái túi đỏ này các bác gài vào như thế này. Và đây sẽ là có từ cờ lê 8 cho đến cờ lê 24 các bác nha. Đây, cờ lê thì sẽ một đầu là chồng, một đầu là cờ lê như thế này. Chất liệu thì phải nói rằng là bao bền, bao đẹp và bao rẻ nha. Một combo là 14 cái luôn mà giá rẻ bất ngờ cho tất cả các bác này. Với những cái sản phẩm này thì thật sự là các bác mua một lần về mình dùng mãi mãi.
Đấy, dùng chỉ sợ không may các bác đi làm bị rơi vãi đâu mất thôi, chứ còn như thế này dùng không có bao giờ lo hư lo hỏng các bác nha. Chất liệu nó rất là đẹp, hàng xịn sò như thế này mà giá rẻ quá các bác ơi. Em chỉ còn có vài bộ nữa thôi. Hôm nay bác nào muốn có nhu cầu, mình muốn chốt đơn cái mã sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp nhà em và báo là gửi cho anh cái bộ cà lê GT của Mỹ, màu túi màu đỏ. Đấy, giá chỉ có 250.000 thôi. Nó sẽ có một cái túi đỏ như này, các bác gặp lại như thế này nha. Đấy, các bác cứ gọi cho em là bộ cà lê GT, giá cho em là 250.000, có từ cà lê 8 đến cà lê 24, chất liệu bao đẹp và giá là bao rẻ luôn các bác nha. Hay bên em còn vài cái bộ máy khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda, hàng chính hãng như thế này. Đây em sẽ mở cho các bác nhà mình xem này. Trong cái bộ sản phẩm này các bác nhận hàng về thì nó sẽ có rất là đầy đủ luôn. Và cái mẫu máy thì cái đợt này nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây sẽ là một con máy khoan đa chức năng luôn. Các bác nhìn cho em này, sản phẩm đầy đủ theo một thân máy, hai pin và một sạc như thế này. Dòng sạc của nó sẽ là sạc bàn này, pin là pin trâu, pin 10 xe và chân pin phổ thông. Đi theo có một cái tay cầm như thế này. Và bây giờ thì em sẽ lắp pin vào đây để thử máy cho các bác nhà mình được cùng xem nhá. Cái dòng này nó sẽ là dòng 3 chức năng các bác ạ. Đây này, 3 chức năng, có chức năng búa khoan tường này, điều chỉnh 20 cấp độ trượt nha. Đầu máy sẽ là đầu 13 ly tự siết, và con máy này thì sẽ sử dụng làm motor từ không thổi than. Hàng đa chức năng này phù hợp với rất là nhiều các bác thợ này, phù hợp với rất là nhiều ngành nghề. Đấy, và ngày hôm nay thì em sẽ sale tặng cho các bác nhà mình với mức giá phải nói rằng là rẻ như cho luôn. Bác nào ở nhà có sẵn pin rồi mình mua thân máy nhá. Pin này sẽ là pin phổ thông, cho nên là nhiều bác ở nhà có pin sạc rồi thì mình mua thân máy này. Thân máy thì sẽ không theo vỏ hộp thì giá của nó chỉ có là 499.000 thôi. Nhưng mà bác nào mình chưa có pin thì mình sẽ mua nguyên bộ như thế này, nguyên hộp như thế này thì giá chỉ có 799.000. Với mức giá phải nói rằng là rẻ bất ngờ luôn, để em gửi tặng tới tất cả các bác. Và sẽ hỗ trợ là miễn phí ship hoàn toàn trên toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Nếu mà chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda nha. Các bác nhớ này, mình mua phân khúc thân máy hay là chọn bộ thì cứ liên hệ trực tiếp nhà em là mình sẽ có đơn hàng thành công các bác ạ. Hôm nay thì bên em về một cái mã sản phẩm cực kỳ là mới mẻ luôn các bác ạ. Đây sẽ là những cái bếp củi nha các bác. Gia đình nào mà mình vẫn đang sử dụng dùng bếp củi thì các bác có thể tham khảo để sở hữu cái mã sản phẩm này. Hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác hai mẫu, mẫu bếp nhỏ và mẫu bếp to các bác nha. Đấy, cái này thì các bác sử dụng nó rất là tiện lợi, và cái hàng này là hàng gia công thì các bác nhìn cho em này, cực kỳ là dày dặn, đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, các bác có thể hình dung nhá, với cái mẫu này nó sẽ là cái mẫu bếp nhỏ này. Và kích thước nó này các bác này. Đấy, đây là kích thước của cái mẫu bếp nhỏ này. Còn bên này sẽ là mẫu bếp to nha. Đấy, hôm nay em sẽ về cho các bác là đủ hai kích thước, mẫu nhỏ và mẫu to như thế này. Đây cái chiều cao này. Bếp thì rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn luôn các bác nha. Đó, cái này kể cả các bác mà đun những cái lồi mà từ lồi 60 các thứ là các bác vẫn có thể là đun được đấy ạ. Đấy, với những cái bếp này thì các bác sử dụng thì thật sự rất chi là bền. Đấy, hôm nay thì em sẽ về cái mẫu bếp củi này, hôm nay về được cái số lượng vài chục cái. Và đang có cái chương trình tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác. Nếu như mà gia đình bác nào đang cần mua những cái bếp đun củi như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em nhá. Số điện thoại thì em sẽ để sẵn phần tiêu đề. Số điện thoại sẽ để sẵn ở phần tiêu đề để các bác có thể trực tiếp mình alo điện thoại trực tiếp hoặc là mình nhắn tin cho bên em để có đơn hàng thành công. Đấy, bên em thì sẽ nhận ship code xỉ lẻ trên toàn quốc. Nếu mà các bác muốn lấy cái mẫu nhỏ thì các bác chốt cái mã này, còn mẫu này là mẫu to này. Và cái bếp này thì các bác nhìn đây, nó sẽ có hai cái bên tai xách như này nhá. Có hai bên tai xách như thế này, nhỏ gọn này, đẹp và chắc chắn này, các bác có thể di chuyển, có thể di động đi bất kỳ chỗ nào, rất chi là tiện lợi luôn các bác nhá. Đấy, thì các bác chốt đơn cứ gọi cho em là bếp củi loại nhỏ này và bếp củi loại to. Cái bếp này thì các bác sẽ sử dụng đun bằng củi nhá. Đấy, mình một mã sản phẩm với mức giá cực hời để dành tặng cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Hôm nay thì em sẽ đại sale cho các bác nhà mình cái lô bộ máy khoan gia đình các bác nha. Hàng chính hãng của Drama các bác ạ. Hàng công ty hàng chí hãng một ngày thật sự luôn. Ngày hôm nay các bác mua được cái giá rẻ hơn cả những cái con máy hàng chợ mà khi các bác mua ngoài thị trường nhá. Với cái bộ sản phẩm này thì sẽ trang bị cho các bác nhà mình đầy đủ hết từ A đến Z, không thiếu bất cứ một cái thứ gì. Đấy, hôm nay là đang có cái chương trình sale giá tặng như thế này. Với những cái mức giá hời như thế này thì các bác đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại phần tiêu đề để mình có thể mua được một bộ máy khoan gia đình. Phải nói rằng là đáp ứng đủ 3 tiêu chí, hàng ngon, bổ và rẻ nhất vị Bắc Bộ cho em. Nào các bác nhìn cho em này,
cùng em đi xem đầy đủ những cái bộ sản phẩm này sẽ bao gồm những cái gì các bác nha. Khi mà các bác nhận về sẽ là một bộ máy khoan đầy đủ nguyên hộp như thế này nha. Trong này sẽ là có một khoan và một tay cầm. Máy thì sẽ là đầu 13 ly các bác ạ. Bộ máy khoan đầu kẹp 13 ly, đầu mang danh sắt và có khóa mở đi kèm cho các bác nhà mình luôn nha. Đây có cả cái khóa mở mũi như này đi theo. Máy thì là sẽ xài là điện trực tiếp 220V các bác ạ. Đấy, con này khoan đầu 13 ly nha. Khoan đầu 13 ly. Công suất cực đại này các bác ơi, 1200W. Máy xài điện trực tiếp 220V. Hàng cực ngon và giá thì hôm nay là sẽ sale, giảm giá sập sàn cho tất cả các bác. Trang bị đầy đủ từ A đến Z, không thiếu một cái gì. Đây, ở đây thì các bác sẽ có là một cái búa đóng đinh này, một cái kìm này, một cái mỏ led này. Đấy, kèm thêm sẽ là một cái bút điện như thế này. Và ở đây thì các bác nhìn cho em, sẽ có một cái thước đo ly nha. Và một cái dây khẩu, dây đầu khẩu như thế này. Tiếp theo thì bên trong này thì vẫn còn rất là nhiều. Một con dao dọc giấy, có cả một cuộn băng dính cách điện như này cho các bác nha. Và một cái thước dây này. Đấy, một cái thước đo dây như này cho các bác. Kèm thêm là những cái đầu mũi khoan, mũi tôn, mũi vít. À, cái này thì không có mũi tôn nhưng mà nó sẽ có mũi vít và những cái đầu lối các bác nha. Phụ kiện đi theo còn có một cái tô vít 4 cạnh, một cái tô vít 2 cạnh và một cái đầu khẩu như thế này. Đó, rất chi là xịn sò luôn các bác ạ. Hàng chính hãng của Dorama cho em. Với con khoan này thì sẽ có chức năng búa luôn ạ. Trên máy là sẽ có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường như này cho các bác. Nếu như mà các bác mua về để mình làm gia đình thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Sẽ làm được mọi việc trong nhà vì máy có chức năng búa để khoan tường. Và trang bị cho các bác đầy đủ những cái bộ phụ kiện như thế này. Các bác sẽ làm được tất cả mọi việc trong nhà. Anh em có thể mua về, tham khảo mua về làm gia đình hay là anh em thợ thuyền cũng vẫn rất là ok và chất lượng. Hàng chính hãng của Dorama cho em. Ngày hôm nay nếu bác nào mà có nhu cầu một chút đơn cái mã sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng, gọi cho em đúng mã sản phẩm nhé. Gọi cho em là máy khoan điện 13 ly của Dorama, loại có phụ kiện nhiều. Và mức giá ngày hôm nay em bán tặng gửi tới tay tất cả các bác khách hàng chỉ với mức giá là 450.000 đồng thôi ạ. 450.000 đồng mà các bác có thể tham khảo và mua được một bộ máy khoan gia đình đầy đủ phụ kiện, đầy đủ đa di lăng như thế này. Hàng ngon, bộ rẻ nhất các bác nhá. Số lượng em có khoảng tầm vài chục bộ thôi. Cho nên là bác nào mình đang có nhu cầu, đang quan tâm cái thì mình hãy nhanh tay đặt hàng. Đây sẽ là một bộ máy hút bụi đa lăng các bác nha. Máy mini nha các bác, vừa hút bụi và vừa thổi bụi được. Đây này các bác ơi, phụ kiện thì rất là đầy đủ như thế này. Sẽ trang bị cho các bác từ những cái hút này, những cái thổi này. Đấy, những cái đầu hút, đầu thổi rất là nhiều. Có cả lối dài luôn. Đấy, và vòi hút như thế kia. Cái này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá. Nó sẽ có hai đầu máy này. Đấy, hai đầu máy ở hai đuôi như thế này. Đấy, một đầu sẽ là hút, một đầu sẽ là thổi các bác ạ. Nếu ví dụ các bác lắp vào cái đầu này mà là hút thì thổi các bác sẽ quay sang cái đầu này nha. Máy thì là sẽ xài điện trực tiếp 220V và công suất cực đại này, 1000W luôn. Hàng này thì cực kỳ là tiện lợi rồi. Và mức giá hôm nay thì rẻ ơi là rẻ luôn. Chỉ với 550.000 đồng thôi các bác sở hữu nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này. Rất là nhiều chi tiết luôn nha. Các bác có thể còn có thể hút bụi ô tô này, ghế salon này, hay là bàn phím vi tính là mình vẫn có thể hút được. Vì nó có rất là nhiều những cái đầu hút, đầu to, đầu nhỏ là sẽ trang bị cho bác đầy đủ hết luôn. Đây sẽ là em đảm bảo các bác sẽ là một con máy hút bụi mini, hàng cực kỳ đa năng nhất luôn và giá thì cũng là rẻ nhất luôn. Các bác đặt hàng cứ gọi cho em là máy hút bụi điện màu đỏ. Đấy, cái này là xài điện trực tiếp 220V các bác nha. Gọi cho em là máy hút bụi điện màu đỏ. Em bán tặng chỉ với mức giá 550.000 thôi. Các bác chỉ cần nhanh tay là mình có đơn nha. Máy cưa xích pin màu xám hôm nay em còn số lượng rất là ít nha các bác nha. Đây, một bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm này, đầy đủ cho em là một thân máy, hai bi và một sạc, có lam và có xích đi kèm như thế này cho các bác. Và trên thị trường các bác mua thì cái mẫu này nó sẽ có loại lam ngắn và lam dài. Tuy nhiên là bên em sẽ gửi cho các bác loại lam dài luôn. Lam này sẽ dài 15cm các bác ạ. Lam dài mà các bác mua được cái giá nhá, rẻ hơn cả lam ngắn luôn nhá. Đấy, cái này có cả sạc này, đi theo nó có cả một cái mở và một cái lọ dầu như thế này cho các bác này.
Trời ơi, đầy đủ chưa? Cái này các bác mua về cắt cây cắt cành thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Đã em còn số lượng ít lắm. Bây giờ giá thị trường một cái bộ cương xích này các bác mua toàn 750, 800, thậm chí là 850 luôn. Đấy, bởi vì là một bộ nó theo những hai quả pin 10 cell, pin cực trâu luôn. Pin này sẽ là hàng chân pin thông dụng các bác ạ. Đấy, hôm nay em còn có mấy bộ nữa thôi nhá, thì là em sẽ sell cho các bác, giá nó chỉ còn có là 599.000 đồng thôi. 599.000 đồng mà các bác nhận về nguyên hộp như thế này này. Đấy, nguyên bộ như này có cả hộp đựng máy như này cho các bác nhá. Đấy, giá thì rất chi là rẻ luôn, và cái đợt này em đang sale giá hời cho nên là các bác nhà mình nhanh tay đi. Cái đợt này có rất là nhiều những cái mã giảm giá nhá. Đấy, nhiều những cái mã mà em giảm, em thanh lý lỗ đến cả mấy trăm nghìn một con máy các bác ạ. Đấy, các bác muốn mua được những cái hàng giảm giá mã rẻ ấy, thì là các bác bấm đăng ký kênh đi nha. Bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video clip nào mà bên em sẽ đăng tải và gửi tới các bác nhiều các mã thanh lý giá rẻ như thế này. Đấy, chốt đơn cái mã này thì các bác gọi cho em là cưa xích pin màu xám. Chọn bộ cưa xích pin màu xám, giá chỉ có là 599.000 đồng thôi, rẻ ơi là rẻ các bác nha. Hôm nay em về được một ít pin châu 20 cell hàng chính hãng của Dorama các bác nha. Với thiết kế một quả pin hàng chính hãng và có đèn báo pin luôn các bác ạ. Đấy, có đèn báo pin nha. Pin này sẽ là hàng chân pin phổ thông, hàng chính hãng của Dorama. Hàng công ty hàng chính hãng lên là các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Và ngày hôm nay thì sẽ là một cái mã sản phẩm mà em quyết định sẽ tri ân tương tác để bán tặng gửi tới tất cả các bác khách hàng. Ngày hôm nay thì các bác sẽ có cơ hội để mua được một quả pin cực trâu, pin 20 cell các bác nha. Thường là các bác mua những cái pin 10 cell, 15 cell là đã là pin trâu, pin khủng rồi. Cái đợt này em còn về cho các bác cái pin này là pin 20 cell, mà giá thật sự luôn là rẻ, chỉ ngang ngửa với cái pin 10 cell mà các bác mua ngoài thị trường thôi. Chốt đơn thì các bác gọi cho em là pin 20 cell của Dorama. Với mức giá em bán tặng là chỉ có 399.000 đồng thôi. 399.000 đồng mà các bác có thể mua được một quả pin cực trâu như thế này. Cơ hội ngàn năm có một các bác nha. Pin này sẽ có đèn báo pin cho em này. Đây, có đèn báo pin như này cho em. Bác nào chốt thì mình nhanh tay nha. Nhanh tay hãy liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại phần tiêu đề để mình có thể tham khảo và mua được một cái mã sản phẩm cực kỳ là chất lượng và mức giá siêu hời. Đặt hàng các bác nhớ đọc cho em đúng tên mã sản phẩm, gọi cho em là pin 20 cell của Dorama với mức giá chỉ có 399.000 đồng thôi các bác ạ. Kẹp dòng đa lăng hôm nay bên em lại về rất chi là nhiều với mức giá rất chi là ưu đãi để gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng. Hôm nay thì với một chiếc đồng hồ kẹp dòng đa lăng mà các bác sẽ làm được mọi việc, từ đo kẹp dòng này, đo thông mạch, đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng và đo điện đứt ngầm được nha. Sản phẩm này sẽ có theo cho các bác là một cái bao vải để đựng như thế này, rất là xịn sò luôn. Đi theo thì sẽ là một cái bộ này que đo như thế này, que đo thông mạch này. Đấy, và cái que đo này lưu ý cho em nó rất chi là dài và dẻo các bác nha. Và sẽ có một cái dây đo nhiệt độ này, có một đôi pin như này cho các bác nữa. Cái kẹp dòng này thì nó còn có một cái chức năng là chống đo nhầm điện. Khi mà các bác mà có thợ học việc ấy, không may cắm nhầm điện trực tiếp vào đây nó cũng không bị chập cháy đồng hồ đâu. Khi mà các bác ra ngoài thị trường nha, kể cả các bác mua những cái đồng hồ đến 4 triệu, 5 triệu nó cũng còn không có cái chức năng này. Hôm nay thì chỉ với mức giá 250.000 đồng thôi, các bác sẽ sở hữu ngay một cái đồng hồ kẹp dòng đa lăng và tiện lợi luôn. Đấy, thì các bác nhìn cho em ở đây nó sẽ có những cái thông số và chức năng như thế này nha. Sẽ đầy đủ tất cả các chức năng cho các bác nhà mình. Chỉ cần mua một sản phẩm thôi mà mình dùng đã làm được tất cả mọi việc rồi. Các bác làm thợ thuyền này, thợ điện này, thợ điện cơ, điện lạnh, điện tử mình đều có thể là xài. Hay là các bác mà làm gia đình thì quá là tuyệt vời ông mặt trời rồi. Hôm nay thì với một cái số lượng hàng cực lớn để về sẽ có một cái chương trình tri ân cho các bác. Giá thị trường thì các bác mua toàn 350 đến 400 nghìn thôi. Ngày hôm nay thì em chiên bán tặng chỉ với mức giá 250.000. Cho nên là bác nào mình ưng cái thì mình nhanh tay giúp em. Đặt hàng nhớ gọi cho em là kẹp dòng màu vàng với mức giá 250k. Cái này cộng thêm phí ship 30k nữa là các bác chọn bộ là về đến nhà là được miễn ship là 280. Đấy, còn nếu như mà bác nào mà mình đi chung đơn ấy, mình có ví dụ như là mình có những cái đơn nào mà được bao ship rồi thì mình đi thì nó chỉ mất có 250.000 thôi. Giá rất là rẻ nha. Các bác chốt đơn nhớ gọi cho em đúng tên mã sản phẩm, gọi cho em là kẹp dòng màu vàng, giá chỉ có 250.000 đồng thôi các bác ạ. Hôm nay thì em còn vài bộ máy bắn cốt 12 tia xanh và 16 tia xanh của hàng Akuza chính hãng các bác nha. Sẽ còn một bộ máy 12 tia xanh và 4 bộ máy 16 tia xanh hàng công ty hàng chính hãng. Với những thời điểm trước thì các bác mua giá nó là 1,2 triệu đến 1,5 triệu. Ngày hôm nay thì bên em xin phép
xả kho, thanh lý giá, lỗ vốn cho các bác nhà mình cái mã sản phẩm này. Do là nó còn lẻ mẫu nha, còn sót kho lẻ mẫu số lượng quá là ít không đủ bán lên là em sẽ sale giảm giá đặc biệt cho các bác. Đấy, bác nào mà mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm là có đơn. Với những cái máy bán cốt 12 tia xanh và 16 tia xanh thì nó sẽ không thiết kế chân. Đấy, và nó sẽ có đầy đủ những cái dụng cụ như thế này, các bác sẽ sử dụng để gắn tường. Nếu như mà những bác nào có nhu cầu mua thêm chân máy thì các bác có thể báo để em có thể gửi thêm cho các bác cái chân máy, thì cộng thêm vài chục nghìn nữa thôi là mình sẽ có cái chân máy nha. Đấy, còn nguyên bộ như thế này thì không có chân máy, nhưng mà các bác nhìn cho em này, hàng này là hàng chính hãng và bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Cái mã này là mã 3D nha. Mã 3D thì nó sẽ là hàng 12 tia xanh. Đây các bác nhìn cho em này, cái thông số của máy đây. Đấy, cái này chốt thì các bác gọi cho em là máy bán cốt 12 tia xanh của Akuza mã 3D. Đấy, con này thì giá thị trường các anh mua là 1,5 triệu. Nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ xin phép tri ân giảm giá đặc biệt gửi tới tay tất cả các bác khách hàng chỉ với mức giá 850.000 đồng. 850.000 đồng mà các bác sẽ sở hữu nguyên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Máy thì sẽ có một cái hộp nhựa đựng máy như này đây nha. Hộp thì rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn. Đây để em sẽ mở cho các bác xem. Hộp là có tay xách các bác ạ, có tay xách như thế này. Đấy, các bác xách đi làm rất chi là tiện lợi nhá. Đấy, và ở đây một bộ thì sẽ bao gồm có máy này. Đây là máy nha. Có một cái kính này. Đấy, đầy đủ những cái dụng cụ như này, có phiếu bảo hành chính hãng của công ty, đầy đủ những cái dụng cụ để cho các bác gắn tường nha. Đấy, các bác nhìn cho em đây. Đấy, đầy đủ những cái phụ kiện chi tiết như thế này để các bác có thể gắn tường này. Có cả một cái sạc đi theo này, có một cái điều khiển từ xa này. Và bộ này sẽ theo cho các bác là hai quả pin trâu. Đấy, hai quả pin trâu và có một cái vỏ pin để cho các bác có thể sử dụng pin tiểu luôn. Đấy, các bác nhìn cho em đây, nguyên một bộ sản phẩm rất là đầy đủ nha. Trang bị cho các bác đầy đủ từ A đến Z hết rồi. Đấy, bác nào chốt thì mình nhớ gọi cho em là máy bán cốt 12 tia xanh của Akuza mã 3D. Giá sẽ là 850.000 đồng. Đấy, và bên này thì tham khảo tiếp cho em một cái mã máy 16 tia xanh. Đây là máy 16 tia xanh này. 12 tia và 16 tia phụ kiện nó vẫn như nhau. Đấy, nó chỉ khác có mỗi điều là một cái là 12 tia và một cái là 16 tia. 16 tia thì cái mẫu máy nó sẽ là như thế này các bác nha. Cũng vẫn có một cái hộp đựng máy như thế này luôn này. Đấy, phụ kiện đây, đầy đủ chi tiết như thế này. Vẫn theo hai pin và một vỏ pin các bác nha. Có điều khiển từ xa, có kính che mắt cho các bác, có sạc đầy đủ luôn. Đấy, chốt mã này các bác gọi cho em là máy bán cốt 16 tia xanh của Akuza mã 4D. Đấy, con này giá hôm nay em sale các bác là 950.000 đồng. Quá rẻ luôn. Đấy, số lượng còn rất là ít nha, không có nhiều. Cho nên là bác nào nhanh tay là sẽ mua được, chậm chân chậm tay là hết cơ hội các bác nhé.